nhân khiến làng dân chủ quốc nội ngày càng sa sút. Cùng với sự phát triển của Internet là sự bùng nổ của các hội nhóm chống chính quyền thông qua các mạng xã hội, hàng loạt các tổ chức xã hội dân sự được ra đời. Những cuộc biểu tình có quy mô từ lớn đến nhỏ được kêu gọi thông qua Facebook. Các tổ chức nước ngoài tiếp cận với những người bất đồng chính kiến ngày càng dễ dàng, thông tin, sự thật và dối trá được truyền tải đi nhanh chóng. Giai đoạn 2011-2016 là thời kỳ hoàng kim của các nhà hoạt động cũng như phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội. Các hội nhóm được thành lập nhiều như nấm mọc sau mưa. Số lượng thành viên tăng nhanh chóng, các cuộc biểu tình tuần hành diễn ra hàng tuần, gây được sự chú ý từ nước ngoài. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Phong trào nào phát triển rồi cũng phải bước vào giai đoạn thoái trào. Và bây giờ chính là lúc thoái trào của phong trào đấu tranh quốc nội, dù đã được bơm rất nhiều tiền để hoạt động. Người ta có thể dễ dàng chỉ ra những nguyên nhân khiến phong trào đấu tranh nhanh chóng lụi tàn chỉ sau vài năm bùng nổ như sau. Nguyên nhân thứ nhất, một làng dân chủ thiếu đoàn kết, đấu đá nhau vì tiền. Các nhà đấu tranh của chúng ta thường ru ngủ nhau bằng những câu động viên rằng chính quyền đang run sợ họ, rằng phong trào đấu tranh đang diễn ra rất mạnh mẽ. Họ không dám nhìn thẳng vào sự thật và thừa nhận rằng làng dân chủ quốc nội là một tập hợp nhộn nhạo, ô hợp và thiếu đoàn kết. Các nhà đấu tranh của chúng ta phần lớn không có bằng cấp, không có trình độ chuyên môn, không nghề nghiệp, không công việc. Họ sống và đấu tranh bằng nguồn tiền được rót về từ nước ngoài. Chính vì vậy, ai cũng muốn trở thành tâm điểm, ai cũng muốn trở thành đầu mối nhận tiền tài trợ. Sự phát triển quá nóng của phong trào đã có hàng trăm hội đoàn được thành lập chỉ trong một thời gian ngắn, dẫn đến bất đồng, xung đột về lợi ích, mâu thuẫn nội bộ là điều đương nhiên. Bao nhiêu thói hư tật xấu của đối thủ được bóc phốt, thậm chí ảnh nóng, clip sách cũng được tung lên mạng một cách trần trụi. Thiếu đoàn kết khiến phong trào đấu tranh tụt dốc thê thảm, các nhà hoạt động mệnh ai nấy làm, thân ai người nấy lo. Nguyên nhân thứ hai, các nhà hoạt động không có trình độ, không có đạo đức. Ngoài những cây đại thụ được bốc ra nước ngoài đào tạo như Đoan Trang, Mẹ Nấm Gấu, được đầu tư trang thiết bị tác nghiệp như Trần Thị Nga, thì số còn lại đa phần hoạt động theo kiểu có gì dùng nấy. Danh xưng nhà đấu tranh, nhà hoạt động, nhà dân chủ, trí thức cấp tiến, v.v. được sử dụng một cách tùy tiện. Một giới đấu tranh tập hợp đủ loại, từ trình độ học vấn thấp lại sẵn bản tính lưu manh, đầu đường xó chợ, nghiện hút trộm cắp như Trương Văn Dũng, anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, đại gia đình dân A Oan Hải Phòng, Nguyễn Thị Thúy, hàng xôi thịt như Bùi Thị Minh Hằng, Dũng Aduka. Một số khác có học hàm học vị thì lại có lối sống không lành mạnh. Không có con rơi con vãi như Nguyễn Quang A thì cũng chung vợ chung chồng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Thanh Hiếu. Tất cả đã tạo nên một hình ảnh xấu xí trong mắt dư luận. Mang tiếng đấu tranh cho quyền con người, quyền tự do ngôn luận, cho dân chủ, nhưng sẵn sàng vu khống, mạt sát, chặn họng những người không cùng quan điểm với mình. Những người đã không có học vấn, không có trình độ, không có đạo đức, lại còn sống không lành mạnh như các nhà đấu tranh này, thì làm sao thuyết phục được người khác đi theo mình? Nguyên nhân thứ ba, tạp nham, không có mục tiêu rõ ràng. Tôi chắc chắn rằng khi hỏi các nhà đấu tranh của chúng ta rằng họ đấu tranh vì thứ gì, mục tiêu đấu tranh của họ là gì, thì 10 người sẽ có 10 câu trả lời khác nhau. Hỏi mỗi người 10 lần thì cũng trả lời 10 mục tiêu. Có nghĩa là bản thân họ không định hình được việc mình làm hay mục tiêu đấu tranh của mình. Một người tự nhận mình là dân oan, hôm nay nhận mình là dân oan Hải Phòng, ngày mai đã thấy đeo biển dân oan Dương Nội. Ít ngày sau thấy đi biểu tình đòi bạch hóa hội nghị thành đô. Một nhà hoạt động đi biểu tình yêu cây xanh ngồi chễm chệ trên bãi cỏ để ăn uống, sau đó phủi đít đứng dậy, để lại vỏ bánh, vỏ hộp sữa. Một biểu tình viên sử dụng hình ảnh lính Trung Quốc trong cuộc biểu tình tưởng niệm liệt sĩ trong chiến tranh biên giới. Đấu tranh tự do, dân chủ, nhân quyền, đòi đất cát, đòi tiền đền bù, yêu cây xanh, yêu môi trường, yêu biển, chống Trung Quốc, vân vân và mây mây. Bất cứ vấn đề nào có thể sử dụng để lồng ghép các nội dung chống chính quyền đều được tận dụng một cách triệt để. Các nhà hoạt động chủ yếu dành thời gian để gây sự với công an, lên mạng viết bài trừ chính quyền. Như vậy có thể thấy, mục đích chính của giới đấu tranh là chống chính quyền, lật đổ thể chế chính trị hiện tại ở Việt Nam. Các lý do khác như tự do, dân chủ, nhân quyền chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Nguyên nhân thứ tư, xuyên tạc sự thật, tôn thờ ngụy quyền, vọng ngoại quá đà.
Cổ nhân có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng các nhà hoạt động không muốn và cũng không dám thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều người có học hàm học vị đàng hoàng, nhưng cũng cố công xuyên tạc cho bằng được cuộc chiến tranh thống nhất đất nước của dân tộc. Một vài vị khác cố gắng nhào nặn, bóp méo nhằm hạ bệ hình tượng Bác Hồ, Bác Giáp. Thậm chí, nhiều người tỏ ra tôn thờ chế độ ngụy quyền đã chết từ lâu. Đa số họ mắc bệnh xính ngoại quá đà, cái gì của nước ngoài cũng là tốt, là chân lý. Vậy nên khi nhìn về đất nước, về dân tộc mình, họ chỉ còn lại sự tự ti. Đây là nguyên nhân chính khiến họ bị ghét. Không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Được sinh ra và phát triển bởi nguồn tiền của các tổ chức nước ngoài, các nhà đấu tranh của chúng ta chỉ là những kẻ làm thuê cho các ông chủ ngoại quốc. Vì chỉ là kẻ làm thuê nên không có quyền tự quyết và cũng không có tâm huyết với việc mình làm. Chính vì không thể tự đứng trên đôi chân của mình nên khi bị bỏ rơi hay cắt viện trợ là phong trào đấu tranh tụt dốc không phanh. Đơn cử như việc nước Mỹ có tổng thống mới, chính sách về các vấn đề ngoài nước Mỹ của ông Trump là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ảm đạm, eo uột của phong trào đấu tranh hiện nay. Trên đây chỉ là 5 lý do sơ lược để giải thích cho sự đi xuống ngày càng thảm hại của phong trào đấu tranh quốc nội. Chừng nào chưa cải thiện được 5 điểm kể trên thì tương lai của một cuộc cách mạng màu còn xa xôi lắm.